Thưa các sư, ngày xưa khi nói về hành thiền, Đức Phật thường khuyên các tỳ kheo nên đến chỗ hoang vắng như gốc cây, nhà hoang, bãi tha ma để một mình hành thiền. Ngài khuyên nên sống độc cư. Ấy vậy mà sao giờ đây các vị thiền sư lại tổ chức nhiều khóa thiền chung với vài trăm vài ngàn người cùng nhau vậy? Việc tổ chức các khóa thiền chung như vậy liệu có đi ngược lại lời khuyên của Đức Phật? Liệu việc thiền chung nhiều người như vậy có đem lại lợi lạc hay gây ảnh hưởng gì cho các hành giả hay không ạ? Trong kinh Nguyên Thủy Nikaya, có chỗ nào thể hiện Đức Phật tổ chức cho các tỳ kheo hay các Phật tử tại gia thiền chung đông người như vậy hay không? Câu hỏi vừa nghe thì nó có lý. Tức là Đức Thế Tôn, ngay như là ngay trong cái bài kinh Tứ Niệm Xứ, Ngài cũng nói là hãy tìm một cái gốc cây, một cái ngôi nhà vắng, rồi ngồi thiền với tư thế kiết già lưng thẳng. Như vậy tại sao mà bây giờ lại tổ chức những khóa thiền lại tới cả mấy trăm người như vậy? Điển hình là sư vừa tổ chức khóa thiền mấy trăm người ở Phước Sơn. Tại sao vậy? Có đi ngược lại lời dạy của Đức Thế Tôn hay không? Trong khi sư chủ trương là mình phải thực hành theo đúng lời dạy Đức Thế Tôn. Quý vị quên một chuyện rất là quan trọng. Sư hỏi quý vị chứ ngày xưa Đức Thế Tôn á, thường đi cái tăng đoàn của Ngài bao gồm số lượng bao nhiêu ta? 1.250 vị tỳ kheo. Là một con số rất là thường nghe nói. Có một lần á, Đức Thế Tôn bảo Ngài Ananda, này Ananda, có thấy hội chúng của Mục Kiền Liên hay không, Mục Ananda hay không? Hội chúng 500 vị tỳ kheo là những vị gọi là đệ nhất về hành thiền. Rồi có thấy là hội chúng của 500 vị tỳ kheo của Sariputta hay không? Đây là một hội chúng là đệ nhất về trí tuệ. Mà một hội chúng như vậy là 500 người, tối thiểu là 500 người. Quý vị cần phải biết một chuyện là các vị đại đệ tử như là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên và các vị đại đệ tử khác như là Ngài Ma Kassapa, Ngài Cách Tại Gia Ná chẳng hạn, thì đều có hội chúng tối thiểu là 500 vị thường xuyên ở bên cạnh. Ủa rồi các vị đó có hành thiền hay không? Xin thưa là bởi vì chúng ta nhầm lẫn về cái định nghĩa độc cư. Chúng ta cần phải quay lại Tăng Chi Bộ Kinh. Đức Thế Tôn nói có bốn hạng người, mà ở đây Ngài dùng cái từ là viễn ly, bởi vì viễn ly và độc cư nó là một. Ngài dùng cái từ viễn ly, thực tế mà nói là do các nhà dịch thôi. Viễn ly độc cư. Đức Thế Tôn mà nói có bốn hạng người viễn ly. Một là thân viễn ly mà tâm không viễn ly. Hai, tâm viễn ly mà thân không viễn ly. Ba, thân và tâm đều viễn ly. Và bốn, thân tâm đều không viễn ly. Cái sự viễn ly mà Đức Thế Tôn nói ở trong cái những cái bài kinh như là kinh Đại Niệm Xứ, vân vân, hầu như tất cả các bài kinh mà Đức Thế Tôn nói hãy tìm một gốc cây, một ngôi nhà vắng và ở đó hành thiền, là Đức Thế Tôn nói đến hạng người thân viễn ly và tâm viễn ly. Thì cái thân viễn ly ở đây á, chúng ta phải hiểu là thân viễn ly khỏi các dục lạc thế gian, viễn ly khỏi đời sống tại gia, chứ không phải là mình gọi là viễn ly có nghĩa là mình chui vào mình sống một mình, mà chỉ như vậy thì không gọi là viễn ly, mà cái viễn ly trên hết là cái sự viễn ly về tâm, tức là một cái tâm xa lìa cấu uế, xa lìa phiền não, thì đó mới gọi là một đời sống viễn ly. Chính bởi vì như vậy đó, ở trong kinh bài kinh số 2, kinh Sa Môn Quả, quý vị có còn nhớ hay không? Bài kinh Sa Môn Quả của Trường Bộ. Khi vua A Xà Thế đến thăm Đức Thế Tôn, lúc bấy giờ hội chúng 1.250 vị tỳ kheo đi vào, vua A Xà Thế đi vào và một cái khu rừng á, vua A Xà Thế dịnh ông Lương Y Chiêu Quá Cá và hỏi là khanh muốn hành thích trẫm hay sao? Bởi vì cái khu rừng quá yên ắng, quá lặng lẽ,
Ngài Chư Bát Cá nói đại vương cứ yên tâm ha, cứ đi tiếp. Thì khi đi tiếp, Đức Vua A Xà Thế thấy một cảnh gọi là ngài rụng rời tay chân, tức là gì? Đức Thế Tôn ngồi ở giữa và 1.250 vị tỷ kheo ngồi xung quanh, ngồi thiền ha, yên lặng hoàn toàn, không có một cái tiếng động nào cả. Đấy là sự viễn ly, đấy là sự độc cư. Tức là đó, chúng ta yên ắng, yên lặng và chúng ta không làm phiền nhau. Ngay cả ngài ngài Tắp Bá, ngài Đắp Bá, ngài là vị đệ nhất về sắp xếp chỗ ở cho chư tăng á, thì khi mà chư tăng một vị sư nào đến thì vị này đều sắp xếp, thì vị này sắp xếp như thế này nè: những vị luận sư, những vị pháp sư, ngài xếp ở chung một chỗ, với suy nghĩ là những vị này á sẽ bàn luận với nhau về Phật pháp. Rồi ngài xếp những cái vị mà thích tám chuyện á, nha, thích nói chuyện, thích phím luận ở chung một chỗ, với cái suy nghĩ là những vị này ở chung như vậy sẽ không làm phiền người khác, không làm phiền các vị khác. Và ngài sắp các vị chuyên hành thiền ở chung một chỗ, với suy nghĩ là những vị này sẽ không làm phiền nhau. Và đó là ý nghĩa của sự độc cư, tức là khi mình ở chung với nhau á mà mình không làm phiền nhau thì đó vẫn được tính là độc cư ha. Còn mình sống một mình mà cái tâm của mình cứ rộn ràng á, những cái chuyện dục lạc thế gian, những cái chuyện phiền não thì đó cũng không gọi là độc cư. Cho nên chúng ta cần phải hiểu đúng ý nghĩa của từ độc cư. Do đó, các khóa thiền mình chỉ cần mình giữ đúng tinh thần độc cư thì mỗi hành giả là độc cư, tập thể đó là tập thể độc cư. Cho nên là sư vẫn có lời khuyên là chúng ta nên đọc kinh cho nhiều vào. Có lẽ cái này không biết sư Tuệ Tường có ý kiến gì hay không, là cho qua. Mời sư Tuệ Tường. Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, thì vừa rồi Đức Hạnh Tuệ có phân tích rất là nhiều khía cạnh về cái câu trả lời này, thì riêng bản thân sư thì sư cũng hoàn toàn đồng ý với cái cách giải thích của Đại Đức. Ở đây á thì sư cũng muốn bổ sung thêm để cho quý vị rõ thêm về cái vấn đề mà cái vị này hỏi câu mà là Đức Phật khuyên cái vị tỳ kheo đó, đó khuyên khuyên thưa quý vị, tại vốn dĩ câu hỏi đã từ ban đầu đã nói là đây là một cái lời khuyên, tại vì phải hiểu rõ như vậy nè. Lời Phật dạy á bao gồm có kinh, luật và luận. Những cái gì thuộc về luật á, những cái gì thuộc về luật là những cái điều mà không nên làm và những điều nên làm, và đặc biệt là nhấn mạnh những cái điều mà không nên làm, đó là luật. Vì không mà bởi vậy suy ra, nếu mà cái vị này hỏi là cái vấn đề này là có mâu thuẫn không, tại vì vấn đề này này nếu mà đối chiếu với luật thì không, Đức Phật ngài không bắt buộc, thưa quý vị, không có bắt buộc là là phải hành thiền là phải đến những cái nơi này, mà là ở đây đó là cái đã gọi là cái lời khuyên, thì Đức Phật khuyên là giống như Đức Hạnh Tuệ giải thích đó, giống như mình thậm đây là những vào thời Đức Phật tại thế, đúng không? Thì để mà hành thiền á, thì những cái nơi này là những cái nơi này Đức Phật đưa là gợi ý, đúng không? Đưa là gợi ý là nên đến nơi đó. Thì cũng ví dụ như vậy, cũng ví dụ như là mình có một đứa con, mình có một đứa con, mình nói là thì mày á, cái mục tiêu mày mày muốn mai mốt mày muốn đời sống người vật chất mày giàu có, thì mày phải gán học, mày phải ráng học đọc càng cao, học học tốt nghiệp đại học, học lên thạc sĩ tiến sĩ. Thì mày sẽ giàu có. Nhưng mà thưa quý vị, nhưng mà cái đó có lời khuyên thôi, cái lời khuyên để cho học nên mấy vị biết á, đâu á, có những cái vị tỷ phú á, họ đâu có thông qua cái con, có những học vấn họ họ họ, họ bỏ chừng ngang học vấn mà họ vẫn là người giàu. Quý vị hiểu đó không ạ? Cho nên cái lời khuyên mình phải hiểu, chứ không chứ ai chứ đâu có ai có ai trong cuộc đời này dám đứng ra nói là phải học, có nghĩa là phải học càng cao thì cái khả năng giàu càng lớn. Nếu mà nói cái điều đó thì nó quá là cực cực đoan. Nên cả cái vấn đề xã hội nó cũng đã trái ngược rồi.
Thì bởi đây mình phải hiểu như đó, hiểu đây là cái lời khuyên, giống như Đức Phật khuyên à, thì cái vấn đề thiền tịnh đó là đến đó, đến những nơi như vậy Đức Phật đưa khuyên cho lời khuyên. Và Đức Hạnh Tuệ cũng có nói rõ với vị rồi, nếu quý vị, nếu một quý vị nè, trước khi sư nói vấn đề này, sư kể một câu chuyện này cho quý vị dễ hình dung đi, giống như câu chuyện liên quan đến ông Mê Khí Giác. Thì trước khi ngài Ananda làm thị giả cho Đức Phật, thì lúc đó vị tỳ kheo Mê Khí Giác là làm thị giả cho ngài. Thì một hôm mới đi ngang một hai thầy trò mới đi ngang một khu vườn xoài, thì cái ông Mê Khí Giác ông mới thấy, ông mới nói là mới xin Đức Phật là bạch ngài, con thấy cái vườn xoài này nó yên tĩnh và nó yên tĩnh và nó con cảm thấy nói chung là nó rất tốt cho việc hành thiền con, rất tốt cho cái việc mà thực hành giới định tuệ con sẽ tăng trưởng. Thì Đức Phật ngài mới khuyên một lần, để khuyên là ngài nói là đại loại như chưa có hợp thời đó, ngài khuyên một lần, ngài khuyên hai lần, ngài khuyên ba lần đó, lần thứ ba thì ông vẫn không nghe, ông mới cãi lời ngài. Thì ngài mới nói thôi bây giờ thì nếu mà ông cảm thấy cái gì hợp thời đó ông cứ làm. Thì khi á mà ông đến cái khu vườn xoài rất là, nói chung rất là cái điều kiện á, và ví như là thanh tịnh, không có chim chóc đó, mọi điều kiện nó đều thích hợp á. Nhưng mà rồi ông ngồi xuống, anh không hành thiền, thì những cái chạo hối, những cái chiền cái trong người ông á, nó sanh khởi lên, khiến ông không cái nào hành thiền được. Thưa quý vị, rồi ông mới quay về, ông mới bạch Thế Tôn là dạ ra sao con đến một cái nơi mà đó một cái khu rừng vườn xoài nó quá là tốt vậy mà con không hành thiền. Thì Đức Thế Tôn biết rõ, thật sự Đức ngài á, mình biết rõ là cái thời điểm này chưa thích hợp. Thì sau đó ngài mới hướng dẫn cho một cái đề mục, rồi mới hướng dẫn cái thời điểm như vậy đó, rồi ông cũng đến cái nơi đó thì nó phù hợp. Thì qua câu chuyện này quý vị cũng hiểu rõ, chứ không phải là mình nghĩ là mình nói là đến một cái mình cứ đưa ra cái đó là Đức Phật bắt buộc, Đức Phật chỉ là gợi ý thôi. Rồi một cái câu chuyện khác, tại vì nó sẽ mắc sách có chứng, thì vậy trong tạng luật là có một câu chuyện như vậy, là có vị tỳ kheo ở rừng. Thì hôm đó cái trời chập choạng tối đó, có một cái đám cướp á, nó mới bị sau khi nó cướp xong nó đi lạc vô rừng, nó không biết đường ra. Thì mới hỏi vị tỳ kheo này, nó hỏi là trời tối, là nó hỏi là ông biết đường ra không. Cái vị này nói, cái vị này á, là không có biết, giống như cái hướng cầu sao, hướng nam, hướng đông, hướng bắc gì đó, không biết chỉ đường, không có biết kỹ năng sống ở rừng, cho nên không chỉ nó được. Giống như nó đám cướp nó tức, tức giận, nó giống như cái vị này ở trong rừng mà sao không biết ở chỗ ra. Vì này nó tức giận thì đám vị kheo này, thì cái sự việc mới trình lên Đức Phật. Đức Phật ngày mới nói là khi mở rừng cũng cần phải có những kỹ năng, thì cái kỹ năng giống như kỹ năng sinh tồn vậy đó, để cho quý vị hiểu là như vậy. Còn ngoài ra mình phải hiểu thêm á, cái vấn đề mà ở rừng á, nó cũng là vấn đề ở rừng hay những nơi mà cái vị này hỏi đưa đề cập á, đó là một trong những tiêu chí thôi. Còn nếu mà nói á, là vấn đề tu tập á, thưa quý vị, ở trong Thanh Tịnh Đạo có nói là có 7 yếu tố thích hợp này. Giống như là gì, thứ nhất là chú xứ thích hợp cho việc thành tu tiến này. Thứ hai là khu làng thích hợp cho việc thức thực. Thứ ba là nói chuyện thích hợp. Thứ tư là hạng người thích hợp. Thứ năm là vật thực thích hợp. Thứ sáu là thời tiết thích hợp. Thứ bảy là oai nghi thích hợp. Đó, nó còn nhiều điều kiện khác nữa, chứ quý vị không, nãy đến thành tại nó đã rất rõ, cho nên sư rất hoàn toàn đồng ý. Nếu quý vị mang tiếng về ở trong rừng, nhưng mà thân quý vị mang tiếng là vị này sống độc cư, nhưng mà tâm quý vị lúc tâm quý vị là luôn bị những cái phiền não quấy rối. Quý vị luôn đôi khi quý vị nghĩ sống ở rừng cho có hình ảnh nó đẹp, người ta cúng dường cung phụng với quý vị. Thì bây giờ suy nghĩ, quý vị suy nghĩ đây, thì so với quý vị tu ở, ví dụ quý vị ở trong chùa, ở trong thiền viện, quý vị tăng trưởng được cái giới định tuệ thì cái nào hơn? Còn ở đây một điều nữa, sư xin nhấn mạnh một điều nữa, là nếu có người nào nói dựa vô kinh mà nói là Đức Phật nói hành thiền là phải ở gốc cây, thì xin thưa cái điều này coi chừng dính với năm cái điều mà phi pháp mà Đề Bà Đạt Đa đưa ra. Đó là có, trong năm cái điều đó thì sư không có thời gian, không cái rõ, nhưng mà có một điều là Đề Bà Đạt Đa đề xuất như vậy là các vị đề xuất với Đức Phật trước khi mà chia đoạn đó, là các vị sống ở gốc cây cho đến trọn đời, vị nào tìm đến mái che thì vị ấy phạm tội. Thì chắc ở đây sư nghĩ là cái phần mà giải thích cho quý vị với cái phần này bị hiểu rõ, là nghe là đây là chỉ gợi ý, là gợi ý, là khuyên Đức Phật thôi, đây không phải là một điều luật, cho nên mình không thể nói nào nói là phải làm thế này, phải làm thế kia như vậy mới đúng, có đi ngược lại không? Dạy không? Không, cái điều quan trọng nhất là cái nội tâm mình đến chú xứ nào, giống như 7 điều mà sư đã nói đưa cho quý vị, là 7 điều thích hợp trong tịnh đạo có nói đó, quý vị đối chiếu không?
nơi nào mà quý vị ở mà giới định tuệ tăng trưởng thì nơi đó thì quý vị nên gắn bó chú xứ đó, chứ không phải thành là cứ mình hành nhắm vô hình thức mình nói là gốc cây, gốc cỡ gốc cây ở trong rừng ở bãi tha ma, như vậy mới là tu, đó là không đúng, đó là nó nặng về hình thức quá. Mà đôi khi người mà tư tưởng như vậy lại giống như bà Đạt Đa và đi ngược lại giải Đức Phật. Cũng xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi. Phải nói là rất là tán thán Đại Đức Tuệ Tường đã bổ sung mà những cái ý rất là quan trọng, đó là cái chuyện mà chúng Đức Thế Tôn nói là những cái gốc cây, những ngôi nhà trống, thì đây là những cái điều kiện rất là thích hợp để hành thiền. Nhưng cái vấn đề là không phải vị nào cũng có cái khả năng ở đó. Nó làm suy nhớ đến trong Tương Ưng, Đức Thế Tôn nói là một con voi lớn, nó xuống dưới hồ, nó xuống dưới ao sen, rồi nó ăn cái ngó sen. Khi nó ăn như vậy, nó rửa những cái ngó sen sạch sẽ, rồi sau đó nó ăn, thì con voi con nó cũng bắt chước theo, rồi nó xuống ở dưới cái ao sen mà nó ăn. Nhưng mà do nó không có rửa sạch cho nên là nó ăn nó bị đau bụng. Cũng vậy đó, khi mà chúng ta nghe, chúng ta đọc những cái bài kinh mà chúng ta không có hiểu kỹ thì chúng ta cũng giống như vậy, tức là mình cũng thấy rất là ham, rồi mình bắt chước mà bắt chước không có tới. Cái khả năng mình không có, khả năng mình không đủ, mà mình một hai mình đòi phải như vậy. Quý vị nên nhớ là ngay cả cái chuyện là ở trong rừng nha, chuyện ở trong rừng nó là một trong 13 hạnh đầu đà. Đương nhiên không phải vị nào ở trong rừng đều thọ đầu đà, nhưng mà cái chuyện 13 hạnh đầu đà là có cái hạnh ở trong rừng. Cho nên cái chuyện ở trong rừng không phải là cái chuyện ai cũng có khả năng làm. Thành ra mình đừng có bắt người ta phải như mình, mà chắc gì mình chui vào rừng là mình đã hành thiền được. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ở đây nè, quý vị nên nhớ cái vấn đề giải thích về cái sự độc cư là sư đã nói rồi ha. Cái thứ hai á, là không phải ai cũng có khả năng sống một mình. Nhớ nha, độc cư và một mình nhiều khi nó khác nhau á. Sống một mình tức là mình không có hội chúng nha, thì không phải vị nào cũng có khả năng sống ở không hội chúng đó. Cho nên là chúng ta hãy cẩn thận, đặc biệt là việc hành thiền ấy, dành cho những người mà mới sơ cơ, đặc biệt là những khóa thiền. Quý vị cứ nghĩ là bây giờ hướng dẫn mà không có một cái sức mạnh của tập thể, không có sự đôn đốc, thì họ không thể nào họ chịu nổi. Và sẵn thì nên học cái bài kinh là khiếp đảm và sợ hãi, để quý vị thấy là những cái vấn đề mà chúng ta phải đối mặt ở trong rừng. Và thôi, sư không có nghĩ là mình nên tốn quá nhiều thời gian vào một câu hỏi, cho nên chúng ta qua cái câu hỏi tiếp theo.